Top 30 mẫu đai nịt bụng của Nhật bán chạy nhất đeo thoải mãi nhất năm 2022. Đối với nhiều người thì mỡ bụng luôn là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất nhưng với cuộc sống vội vã như hiện nay thì liệu có mấy ai đến được phòng gym, đến được spa để giảm mỡ thừa? Vì vậy để tìm được giải pháp cho cơn khủng hoảng này nhiều người đã tìm đến những sản phẩm giảm cân chẳng hạn như đai nịt bụng. Vậy đai nịt bụng là gì? Nên chọn loại nào tốt? Bài viết top 30 mẫu đai nịt bụng của Nhật bán chạy nhất đeo thoải mái nhất năm 2022 của shop Nhật Việt dưới đây sẽ giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp bạn nhé. Đai nịt bụng là gì? Đai nịt bụng hay còn được biết đến với những tên gọi khác như nịt bụng, gen bụng, gen nịt bụng, cóc xê hay quần nịt bụng đều có ý nghĩa như nhau dòng sản phẩm này có chức năng thu hẹp vòng eo cơ bụng tạo nên cho người dùng có những đường cong quyến rũ giúp lấy lại vóc dáng hiệu quả nhất ở vòng eo tác dụng của đai nịt bụng không phải tự nhiên đai nịt bụng lại được đông đảo người dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng hàng ngày mà bởi vì sản phẩm đem đến những tác dụng tuyệt vời như sau giúp nâng cơ vòng một hiệu quả khi được hỏi đai nịt bụng có tác dụng gì nhiều chị em trả lời rằng việc này chỉ có tác dụng làm giảm mỡ và cải thiện vòng eo tuy nhiên trên thực tế thì đai nịt bụng còn có tác dụng chính là nâng cơ giúp vòng một của bạn săn chắc hơn đấy giúp vòng hai của chị em trở nên thon gọn hơn phần bụng to sau khi sinh mổ hay chỉ đơn giản là vùng eo tích mỡ do ngồi quá nhiều ít vận động sẽ làm bạn cảm thấy tự ti vậy bạn có muốn nhanh chóng sở hữu vòng cơ bụng săn chắc và quyến rũ hơn không chỉ với một vài thao tác nịt bụng hết sức đơn giản bằng các loại đặt nịt bụng là vòng hai của bạn sẽ được định hình ngay lại sau một thời gian sử dụng thì lớp mỡ ở vùng bụng sẽ dần biến mất giúp phần bụng của các chị em trở nên thon gọn hơn, giúp tôn dáng vòng ba khi sử dụng đai nịt bụng thường xuyên. Các chị em sẽ cảm nhận được vòng ba của mình đang trở nên cong hơn và quyến rũ hơn, giúp định hình vóc dáng. Các loại gen hay đai nịt bụng có tác dụng nén lượng mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng cực tốt, đai giúp định hình eo làm vóc dáng của bạn cân đối hơn. Từ đó bạn có thể diện được những bộ cánh bó sát để tôn lên vòng eo săn chắc và nhỏ nhắn của mình, giúp định hình cột sống. Một tác dụng nữa của đai nịt bụng là giúp nó định hình giúp cuộc sống. Đeo đai nịt bụng sẽ giúp cuộc sống của bạn không bị cong vẹo đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa đau cuộc sống. Dấu lớn dấu lớn dấu lớn có thể bạn quan tâm. Top 10 đai chống gù lưng Nhật Bản chính hãng hàng cao cấp bán chạy nhất 2022. Top 30 mẫu đai nịt bụng của Nhật bán chạy nhất đeo thoải mãi nhất năm 2022. Trên thị trường hiện nay có vô vàn các loại đai nịt bụng khác nhau. Đa dạng về thương hiệu, cấu tạo cũng như kích thước. Chính vì vậy, rất nhiều người dùng còn băn khoăn khi không biết đâu mới là sản phẩm nịt bụng tốt nhất. Đừng lo nhé, Shop Nhật Việt sẽ tổng hợp top 30 đai nịt bụng tốt nhất hiện nay, được ưa chuộng cho bạn tham khảo. Vậy địa chỉ nào order đai nịt bụng của Nhật hàng Nhật nội địa giá tốt uy tín chất lượng? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ, order đai nịt bụng chính hãng từ Nhật giá tốt uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết thanh lý lô ví nữ đẹp hàng hiệu chuẩn ao của Nhật còn mới 98% của shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu. Phẩy chấm với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất, shop Nhật Việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại.